xin chào các bạn trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tải Google Play trên máy tính bởi vì Google Play là một app trên điện thoại nên muốn cài đặt Google Play trên máy tính bắt buộc chúng ta phải tải phần mềm giải lập điện thoại thì chúng ta mới tải được Google Play trên máy tính thì ở đây á chúng ta có rất là nhiều app giải lập điện thoại ví dụ như là BlueStack, LD Player, Not Player thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách cài phần mềm giải lập điện thoại đó là not player để chúng ta tiến hành là tải google play trên máy tính thì cách làm cụ thể như sau đầu tiên á tôi sẽ mở trình duyệt web lên tiếp theo ở đây tôi sẽ truy cập vào website địa chỉ là google com vn sau đó tôi sẽ vào ô tìm kiếm và nhập từ khóa là not player sau đó tôi sẽ bấm enter thì lúc này á google sẽ tìm kiếm và trả về các kết quả tiếp theo ở đây tôi sẽ truy cập vào web cái địa chỉ là bitnot com này và nó có dòng tiêu đề là not player giải lập android nhanh đó bây giờ tôi sẽ truy cập vào web này rồi sau khi tôi đã vào trang là bitnot.com rồi á tiếp theo ở đây tôi sẽ tiến hành là tải phần mềm giải lập điện thoại bằng cách là bấm vào tải ngay này thì lập tức lúc này á phần mềm not player sẽ được tải về máy tính của tôi nó nằm phía dưới bên góc bên trái á và phần mềm này á nó có dung lượng là 500 MB. Khá là lớn. Thì bước này á các bạn chúng ta đợi khoảng vài giây để cho nó tải hàng tất. Rồi, bước này tôi sẽ tu nhanh để tránh làm mất thời gian của các bạn. Rồi, sau khi tải xong phần mềm Not Player rồi á, tiếp theo tôi sẽ tiến hành là cài đặt bằng cách là kết đúp vào nó. Các bạn chúng ta đợi khoảng vài giây. Sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào Z. Đó, nó đang tiến hành là cài đặt này. Rồi, tiếp theo ở đây. Các bạn chúng ta sẽ chọn vào vị trí mà các bạn chúng ta muốn cài. Các bạn có thể là cài vào ổ C, ổ D, ổ E. Tùy các bạn nha. Nếu mà muốn chọn á, các bạn chúng ta sẽ chọn vào tâm này. Sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn lại đường dẫn nha. Ở đây á, tôi đang cài vào ổ D. Bây giờ tôi không muốn cài ổ D nữa. Mà tôi muốn là cài vào ổ C. Thì tôi sẽ chọn vào brown này. Tiếp theo, tôi sẽ chọn vào ZBC. Chọn vào Ocean Bấm vào OK Thì lúc này á Nó sẽ thay đổi đường dẫn Và tôi sẽ tích vào Desktop Rồi bây giờ tôi sẽ chọn vào Install Để tôi tiến hành cài đặt Chọn vào Accept Accept một lần nữa Đó các bạn chúng ta đợi khoảng vài giây Để cho Quá trình cài đặt hoàn tất Đó, Nó cài đặt được là 25% rồi Rồi sau khi cài đặt xong rồi á Tôi sẽ bấm vào Start này Để tôi tiến hành là Khởi động phần mềm lên Đó bạn thấy không? Nó đang chạy này Đó nó đang chạy Rồi nó chạy xong á Nêu cầu là tôi hãy nhập Tài khoản Google Play của tôi Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành là đóng cửa sổ này lại cloud này. Rồi, mỗi lần các bạn chúng ta muốn là bọc phần mềm nắp Player lên đó, các bạn chúng ta sẽ chọn vào nó ở đây nha. Thì lúc này á, bộ giả lập NAT Play nó sẽ khởi động lên. Rồi các bạn để ý ở đây này, cái dòng là tìm kiếm game và ứng dụng. Đây chính là Google Play Tôi bấm vào nha Sau đó ở đây các bạn có thể là tiến hành là tải app hoặc là game Ví dụ như ở đây tôi sẽ tải ứng dụng lại Zalo Thì tôi sẽ nhập Zalo vào Bấm Enter Thì ứng dụng Zalo sẽ xuất hiện này Tôi chọn vào Ở đây nó yêu cầu là tôi hãy nhập tài khoản Gmail của tôi vào Google Play Ở đây tôi sẽ bấm vào đăng nhập này Cái này nó đang check thông tin Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành là Nhập tài khoản Gmail của tôi vào Tiếp theo tôi sẽ nhập mật khẩu Bấm vào tiếp theo Rồi bây giờ tôi sẽ kéo xuống Tôi bấm vào tôi đồng ý Rồi kéo xuống Chọn vào accept Các bạn có thể là Phóng lớn cửa sổ lên Rồi bây giờ các bạn chọn vào cài đặt này Đó, Tôi sẽ cài đặt ứng dụng Zalo Đó là đang tiến hành là Tải ứng dụng Zalo về Được 63% rồi rồi sau khi tải xong rồi á nó sẽ tiến hành là cài đặt. Như vậy là đã cài đặt Zalo thành công. Bây giờ các bạn chúng ta muốn thoát khỏi cửa sổ này á thì chúng ta có hai cách. Cách đầu tiên á các bạn chúng ta sẽ bấm vào mũi tên ở đây. Nó nằm phía dưới bên góc bên phải á, các bạn bấm vào. Hoặc là các bạn chúng ta bấm phím ESC nha. Nhớ nha, các bạn chúng ta sẽ bấm phím là ESC. Nó nằm phía trên bên góc bên trái của bàn phím á. Các bạn bấm vào thì nó sẽ quay lại nha đó bây giờ tôi sẽ bấm quay lại bạn thấy không tôi đã cài ứng dụng Zalo thành công đó mỗi lần các bạn chúng ta muốn tải ứng dụng gì thì các bạn chúng ta sẽ vào ô tìm kiếm ở đây nha đây chính là Google Play chọn vào bạn có thể là tải là Facebook chẳng hạn chọn vào sau đó các bạn chúng ta sẽ tiến hành là mở nha. đó đây nó đang nhập trực tiếp nên bây giờ tôi sẽ quay lại này. tôi chọn là cài đặt ở đây thì nó sẽ tiến hành là cài đặt. bây giờ tôi bấm vào cập nhật này. rồi bởi vì cái app Facebook đó, nó đã có sẵn ở trên là Not Play rồi. Bây giờ tôi chỉ cần cập nhật vào thôi. Đó như vậy là tôi đã cập nhật thành công. Rồi các bạn có thể là tùy chỉnh hoặc là cài đặt bằng cách là các bạn bấm vào setting đây nha. Các bạn có thể là chọn vào tính năng này. Các bạn có thể là chọn 2 nhân 4 GB hoặc là 2 GB tùy các bạn nha. Đó các bạn có thể là chọn vào điện thoại gì là Samsung S10 này, S20 Đó các bạn có thể vào đây để các bạn thiết lập nha, độ phân giải. Đó các bạn chọn vào này. Bạn di động hoặc là tùy chỉnh gì tùy các bạn nha. Rồi sau đó các bạn chúng ta sẽ lưu lại. Rồi bây giờ tôi sẽ thu nhỏ cửa sổ này lại này. Đó. Như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách tải Google Play trên máy tính thông qua app giải lập, đó là Not Player. Nếu thấy video hay hiểu đó thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.